Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là giây phút chờ đợi nhất của chú rể và cô dâu đã đến rồi. Ngay sau đây chúng tôi trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị sẽ cùng ổn định tổ chức, tạm gác lại công việc riêng tư và chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên gấu tình yêu để tổ chức cái lễ ra mắt cho chú rể và cô dâu được diễn ra thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Xin kính chào cô dâu hiền xinh đẹp, chú rể Thảo tài ba, kính chào quan viên hai họ gần xa và đặc biệt là quan viên gia đình họ nhà trai đã cùng bớt chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình và đã cùng hội tụ đông đủ về đây tại nhà hàng Hoa Anh Đào có địa chỉ tại bản Nà Càng, xã Thu Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để tham gia tham dự chương trình lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Mạnh Thắng, sinh viên cùng với cô dâu Phương Tình. Và lời nói đầu tiên cho phép Kim Dung và Tuấn Minh thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, thay lời cho cô dâu chú rể đại diện cho gia đình hai bên, xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, nếu như cuộc đời của chúng ta giống như một bộ phim thì chắc hẳn trong số quý vị chúng ta đang có mặt tại đây đều sẽ có những thước phim của riêng mình. Đó có thể là thước phim của thời thơ ấu, những ngày tháng cắp sách tới trường, hay là thước phim của ngày tháng xây dựng sự nghiệp. Và hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu với toàn thể quý vị một thước phim vô cùng đặc biệt, đó chính là thước phim của hôn nhân. Kính thưa toàn thể quý vị, hôn nhân là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Đây cũng chính là dấu mốc quan trọng và chắc hẳn ai cũng muốn một lần chạm tới. Và thước phim ngày hôm nay, nhân vật chính cũng như là đạo diễn không ai khác, đó chính là chú rể Mạnh Thắng và cô dâu Phương Tình. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là chú rể Mạnh Thắng, cô dâu Phương Tình. Xin mời! Thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy sau những năm tháng chờ đợi, ngày tháng chờ mong thì hai nhân vật chính của chúng ta đã có mặt trên lễ đài tình yêu. Và đây là một cặp đôi trai tài gái sắc. Và sau đây để tỏ lòng thành tâm gia đình quý vị, cô dâu chú rể, hai bạn xin quý đầu thật sâu một cái để kính chào tới toàn thể quan viên thế nào, xin mời. Những chào của tay nhiệt tình thì quý vị đi ạ. Kính thưa quý vị, dựng vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui, niềm vinh dự của những người làm cha, làm mẹ. Và trong sự trọng đại này cũng không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm mẹ, làm cha. Một lần nữa trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới. Và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, thật đông nhiên để cùng chào đón đại diện hai bên gia đình. Về phía gia đình nhà trai có ông Lò Văn Thời và bà Lò Thị Lưu, đã thân tình phụ mẫu của chú rể Mạnh Thắng sẽ di chuyển lên từ cấu tình yêu để đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Xin mời! Về phía gia đình nhà gái có ông Lù Văn Hỏa và bà Lò Thị Hinh, đã thân tình phụ mẫu của cô dâu. Cô dâu Phương Tình sẽ di chuyển lên từ cấu tình yêu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp của mình. Trân trọng kính mời! Kính thưa quý vị, và sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị chính là món quà vô cùng hạnh phúc, món quà vô cùng ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể và hai bên gia đình. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là nhân vật quan trọng, nhân vật chủ chốt của chúng ta đã có mặt trên lễ đài tình yêu. Và chắc chắn rồi, lời chào cao hơn mâm cỗ. Để thay cho lời cảm ơn chân thành của mình, trân trọng kính mời cho tôi chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ cúi đầu một cái thật sâu để kính chào tới toàn thể quý vị thế nào, xin mời. Những chào vào tay nhiệt tình từ quý vị nữa đi nào. Kính thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể quan khách, và đúng thật là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đã bằng cũng quyết mà phong ba cũng liều. Và yêu và được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và sau những năm tháng quen biết và tìm hiểu, thì Mạnh Thắng và Phương Tình đã tìm được niềm hạnh phúc riêng của cuộc đời mình, và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Gặp được nhau giữa biển người bao la, đó là duyên.
nắm tay nhau về kết đôi chồng vợ, đó là lời. Nhưng để sánh bước cùng nhau tới trọn đời trọn kiếp, đó còn là tình. Và hai nhân vật chính của chúng ta, những người đã cho tất cả chúng ta có lý do để có mặt tại đây, họ chỉ muốn chứng minh một điều thôi, họ sinh ra là để dành cho nhau. Và kính thưa quý vị, hơn nữa hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, mùng 4 tháng 4 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 2 của năm Giáp Thìn, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên đình, sự nhất trí của chú rể cô dâu. Với sự thực hiện đông đảo của toàn thể quý vị quan khách ở đây, em Kim Dung ơi, chúng ta sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức sẽ được trịnh trọng tuyên bố lễ cưới của đôi bạn trẻ Mạnh Thắng, Phương Tình. Phương Tình, Mạnh Thắng chính thức được bắt đầu. Hãy tiếp tục quan trọng và đặt tên lớn đâu quý vị ơi. Của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng. Và đúng thật vậy, từ nay hai bạn chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Bạn ngày chung việc ngoài đồng, bạn đêm chung cối, chung giường, chung chăn. Chung tên một cánh đẹp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành, danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai bạn sẽ cùng tiến về trước của mình hai bước để trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là chiếc nhẫn cưới tình yêu. Xin mời. Xin chào quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Và chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón tay áp út, nơi mạch máu chảy xiết của con tim. Và đúng thật là đôi ta thấy như thể con tầm, ăn chung một lá lại nằm cùng một năm. Đôi ta thấy như thể con ong con quay để quay nhẫn đi ạ. Và như vậy là từ nay, hai bạn có thể khoe với cả thế giới rằng hai bạn đã chính thức thuộc về nhau. Và sau khi trao xong, hai bạn sẽ ôm nhau một cái được không ạ? Một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Và bây giờ là tình nghĩa vợ chồng. Xin mời những chàng vỗ tay nồng nhiệt đi nào. Và ngay sau đây, xin mời hai bạn sẽ trở về vị trí ban đầu để sẵn sàng đón nhận tình cảm của gia đình. Chị là cậu lại mở, lại có những phần quà thật là ý nghĩa để trao tặng cho chú rể và cô dâu. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với phần quà đầu tiên được trao bởi bố mẹ của chú rể ạ. Xin mời ông bà sẽ có phần quà thật là ý nghĩa để trao tặng cho hai con của mình. Con lớn mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Và nhân ngày vui ngày trọng đại của hai con, thì những người làm cha làm mẹ lại có những phần quà hết sức ý nghĩa để gửi tặng cô dâu chú rể. Chân trọng kính mời quý vị cùng hướng cho thánh nghị của mình. Anh chị Doan Thiên và anh chị Long Thư sẽ có những món quà thật là ý nghĩa để trao tặng cho hai em của mình. Xin mời. Khi cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chị và các bạn sẽ cùng hướng sự chú ý của mình đến ông tình yêu để cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng phần quà được trao bởi gia đình nhà trai. Phương Tiêu, gia đình cậu Liên Việt và gia đình cậu Quý Long sẽ di chuyển đến sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Và gia đình cậu Quý Long sẽ cùng trở về sân khấu tình yêu cùng với phần quà của mình để gửi tặng cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Gửi tặng cho hai em của mình nhân ngày vui trọng đại ngày hôm nay ạ.
Hoàng Thi, gia đình cầu Nguyên Phương và gia đình cầu Học Thoa cũng sẽ có những món quà thật ý nghĩa để trao tặng cho chú rể và cô dâu. Xin mời. Chuyển về phía pháp ly tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu xong quanh. Xin mời. Với bàn tay khéo léo, sức mạnh tình yêu và bản lĩnh người đàn ông của mình thì chú rể mạnh thắng trước cuối chai rượu đầu tiên đi ạ. Vâng, và như vậy là chai rượu nổ mất tinh linh làm cho rất là nhiều ở biên giới giật hót mình cả tim đúng không ạ? Chúng ta sẽ dành cho chú rể và cô dâu vào một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào quý vị ơi. Chung tay rót chén rượu hồng cho tình thêm mặn, cho lòng thêm yêu. Rượu kia muốn nói bao điều. Tình yêu không phân chia giàu nghèo, tình yêu không màu, không mùi, không vị, cũng không thể cầm nắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim khi ở bên cạnh một ai đó. Tối nhỏ để đưa em bước vào đời. Xin mời chú rể sẽ tiếp tục khui chai thứ hai đi ạ. Wow, tuyệt vời. Xin mời hai bạn sẽ cùng tay gặp tay tiếp tục rót trà sát ly rượu đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trên thế giới có hơn 8 tỷ người. Và nếu không phải là do nhân duyên thì hai bạn có thể không gặp được nhau. Chàng trai Thuận Châu có thể tình mình. Kính thưa quý vị. Và sau khi rót xong, xin mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người 2 ly rượu. Chú rể thì mời bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Còn cô dâu thì mời bố mẹ chồng. Sau đó hai bạn cũng sẽ cầm lấy mỗi người 1 ly. Chúng mời tất cả con mẹ bên ông. Không có những ngu đẩy kịch leo vào lưng sẽ thú, đẩy tú leo vào lưng sẽ cồng cánh ơi. Có phưa, còn có bắt nhất sụp đá cốt xa sầu. Còn mẹ chầu ó liên sẽ bó lẩy lưng. Cứ nước có nhau. Sau đó chúng ta sẽ cùng dơ ly của mình thật cao về phía dưới để mời rượu tới toàn thể quý vị và khách ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tất cả mọi người sẽ cùng hội tụ đông đủ ở đây với chúc một lý do là để chúc phúc cho đôi lứa được trăm năm hạnh phúc, chúc trai hào được mặt mà tình duyên, và chắc chắn rồi câu nói trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phù thủy. Chúng ta sẽ dành cho chú rể và cô dâu bằng những tiếng rô thật to được không ạ quý vị ơi? Hai ba rô, hai ba chúc mừng hạnh phúc. Chào chào quý vị toàn thể quý vị và đại gia đình, chúng ta sẽ cùng uống đi nào. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng bắt tay nhau ạ. Bắt tay nhau và chúng ta sẽ xuống từng bàn tiệc để mời chào các toàn thể quý vị. Và ngày giờ phút này đây, chân chào kính mời con dâu chú rể và hai bên gia đình cũng sẽ cùng trở về từng bàn tiệc cơm tiệc rượu để mời rượu cũng như là gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị và khách đã cùng trở về đây và chúc vui, chúc mừng cho gia đình mình ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy với sự tương tác, sự hỗ trợ và sự giúp đỡ của toàn thể quý vị thì chương trình